Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Để Làm Đúng. Thì hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ với các bạn một cái clip hướng dẫn với các bạn, giới thiệu với các bạn một cái sơ đồ điều khiển mình vừa vẽ ra xong. Thì cái sơ đồ này là để điều khiển hai con động cơ khởi động trước thì sẽ dừng trước ha các bạn. Thì ở đây thiết bị thì sẽ gồm có nè, mình sẽ có một bộ nút nhấn on off ha, và hai cái khởi động từ K1 và K2, và hai cái timer on delay T1 và T2. Thì nguyên lý hoạt động của nó là khi chúng ta nhấn on thì động cơ 1 chạy trước, nghĩa là K1 hút, và sau khoảng thời gian thì tới K2, động cơ 2 hoạt động. Thì khi mà chúng ta bấm dừng thì động cơ 1 sẽ dừng trước, và sau khoảng thời gian thì động cơ 2 nó mới dừng các bạn. Thì nhìn vào sơ đồ thì nó cũng khá là đơn giản các bạn, chỉ cần suy nghĩ một tí nữa tí thôi là mình có thể vẽ ra được rồi. Sẵn tiện đây mình chia sẻ cho anh em, nào có cần thì lắp theo, hoặc là có nhu cầu về cái tủ điện thì cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại và Zalo này nè, 0918144049 đó. Thì bây giờ tôi sẽ nói sơ sơ thôi các bạn, tại vì nhìn vào cái mặt thì nó quá rõ rồi. Đây là mình lấy coi là coi 220 ha. Đây thì tôi sẽ lấy lửa, tôi điều khiển qua nút thôi. Bây giờ để đợi tôi một tí, tôi đánh số rồi các bạn, tôi đánh số vào để tôi nói cho các bạn dễ hiểu. Đây thì tôi vừa đánh số vào thì đây nè các bạn, đây là một dây lửa thì tôi đấu qua thường mở của nút on, và sau thường mở nút on thì đấu qua thường đóng nút ốp. Sau thường đóng nút ốp thì mình sẽ đấu về chân A1, chân A1 của contactor K1. Chân A2 thì các bạn đấu về nguội. Còn nếu mà đấu giờ có đấu gờ lại nhiệt vào thì chân A2 này đấu có 95, 96 mới về nguội. Tiếp theo mình sẽ lấy từ trước thường mở của ngon nè để đấu qua tiếp điểm duy trì cho K1. Và sau tiếp điểm thường mở của K1 này nè đấu về sau tiếp điểm thường mở của nút nhấn on. Sau thường mở của nút nhấn on. Và sau và từ cái chân A1 của K2 này nè. Từ cái chân A1 của contactor K1 này nè. Các bạn cậu qua một dây vào cấp chung với timer đấu vào chân số 2 của timer 1 ha. Chân số 7 của timer 1 á thì các bạn đấu về nguội. Tương tự, trước thường mở của K1 mình tiếp tục cầu qua chân số 8 của timer 1. Chân số 6 của timer 1 thì sẽ đấu vào chân số 6 timer 1 đấu vào chân số 8 của timer 2. Chân số 5 timer 2 thì đấu vào chân A1 của K2, contactor K2 ha. Chân A2 thì đấu về nguội, nếu mà có gờ lên nhiệt thì đấu qua 95, 96 về nguội. Từ chân số 8 này nè các bạn cầu ra một dây nữa để đấu qua trước thường mở của contactor K2 để duy trì lại ha. Và sau thường mở đấu về chân số 8 của timer 2, hoặc là các bạn đấu về chân số 6 của timer 1 cũng được, tại vì nó trùng dây ha. Từ chân và đồng thời từ cái chân duy trì này nè các bạn đấu thêm một dây nữa, đấu qua thường đóng của K1 ha, tiếp điểm thường đóng của K1. Và sau thường đóng K1 thì đấu về chân số 2 của timer 2. Chân số 7 timer 2 thì về nguội. Đó. Thì khi mà chúng ta nhấn on nè. Khi ta nhấn on nè các bạn thì bắt đầu lửa nó sẽ cấp nguồn cho chân A1 và chân số 2 của timer ha. Thì hai chân này đấu về nguội rồi thì nó đủ điện áp, thì lúc này K1 hút đồng thời đóng tiếp điểm duy trì lại ha. Đóng tiếp điểm duy trì lại thì lúc này contactor K1 hút và timer 1 bắt đầu tính thời gian. Sau một khoảng thời gian thì 86 của timer 1 nó đóng lại cấp nguồn cho K2. Cấp nguồn cho K2 hút thì lúc này động cơ 2 hoạt động và tiếp điểm này để duy trì cho contactor K2 lại. Các bạn lúc này thì timer 2 không có điện, tại vì K1 đang hút thì tiếp điểm này nó đã mở ra rồi thì timer 2 nó không có điện. Khi mà chúng ta bấm dừng thì ngay lập tức thằng K1 và thằng timer 1 mắc điện các bạn, mắc điện. Lúc này tiếp điểm 86 nó mở ra, nhưng mà thằng K2 nó vẫn chạy, do
nó có tiếp điểm K2 thường mở, K2 này đang duy trì nè, ha, đang duy trì. Thì khi mà K1 nó mở ra rồi thì tiếp điểm này nó lập tức, tiếp điểm phụ lập tức trở về trạng thái ban đầu, nó đóng lại cấp điện cho timer 2. Thì timer 2 nó bắt đầu tính thời gian. Tính thời gian sau khoảng thời gian thì 8 năm này nó mở ra và nó ngắt toàn bộ mạch điện. Thấy bạn. Đó. Nguyên lý rất là đơn giản. À, xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Hy vọng các bạn thấy chia sẻ và like kênh của mình để theo dõi và đăng ký các bạn. Bấm vào cái chuông để theo dõi kênh của mình, để theo dõi nhiều cái video clip hữu ích khác. Xin ái chào tạm biệt.